Kênh bản tin 24 giờ xin chào các bạn, hãy nhấn đăng ký và like để cập những tin tức mới nhất trong ngày. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ, đừng ép con học quá sức. Thành tích học tập của con là điều mà phụ huynh nào cũng kỳ vọng, mong muốn con mình học giỏi, để sau này thành đạt, có địa vị trong xã hội. Nhưng việc mong muốn và thực thi mong muốn của phụ huynh không có nghĩa là con cái của họ có đủ sức khỏe để làm việc đó. Nhiều gia đình có điều kiện kinh tế, không muốn con cái sau này phải làm ra tiền, nhưng vẫn bắt con học, bắt con chạy theo thành tích vì lòng ích kỷ ganh đua giữa các phụ huynh với nhau hoặc sợ con cái có thời gian rảnh sẽ xa đà vào những trò chơi vô bổ hoặc bị bạn bè xấu rủ dê bỏ học. Rất nhiều phụ huynh không quan tâm đến tâm lý của con, chỉ muốn áp đặt, mệnh lệnh và buộc con cái phải tuân theo. Học sinh có quyền vui chơi, giải trí sau những giờ học căng thẳng để giải tỏa tâm lý, áp lực. Tuy nhiên, nhiều học sinh khi tan trường thì bị phụ huynh đưa đến những lò học thêm. Đối với học sinh cuối cấp thì áp lực học thêm lại càng lớn hơn vì phải thi chuyển cấp vào trường chuyên, trường điểm hoặc trường công lập. Trong nhiều trường hợp, Học là tiền đề một người có thể thành công trong cuộc sống, nhất là thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, khi mà khoa học là ưu tiên hàng đầu của sự phát triển, nguồn nhân lực phải giỏi mới đáp ứng được nhu cầu của phát triển. Nhưng để một con người có thể thành công trong sự nghiệp thì niềm đam mê, ước muốn của cá nhân sẽ thúc đẩy sự thành công đó và đôi khi học hành trong một số trường hợp chưa chắc đã làm nên sự thành công. Nhiều doanh nhân thành đạt, nhiều nông dân giỏi, nhiều họa sĩ, ca sĩ, nhà thiết kế được xã hội tôn vinh, nhưng trong số những người thành đạt này nhiều người phải bỏ dỡ việc học để chạy theo niềm đam mê, sở thích, sở trường, năng khiếu riêng của mình và chỉ có họ mới có thể theo đuổi nó và đạt tới sự thành công. Nói điều này, để các phụ huynh của chúng ta hiểu rằng, một học sinh để có kiến thức, nhân cách, ứng xử, sức khỏe, thì việc học trên ghế nhà trường là chưa đủ, nhồi nhét kiến thức văn hóa, nhưng khả năng ứng xử kém, sức khỏe, giảm sút do ít vận động, không biết bơi để phòng tránh đuối nước, không biết phân biệt điều tốt, xấu hoặc các tệ nạn xã hội để né tránh muốn học sinh phát triển toàn diện phải để cho các em hòa nhập với cộng đồng được trải nghiệm cuộc sống được học tập những kỹ năng sống biết phân biệt người tốt kẻ xấu để ứng xử cho phù hợp đồng thời phụ huynh phải thường xuyên giám sát để giúp con nhận biết điều hay lẽ phải phòng tránh các tệ nạn xã hội dạy con biết thụ hưởng những thành quả do lao động mà có và phải biết chấp nhận những thất bại cay đắng của cuộc sống để cố gắng vươn lên nếu phụ huynh ép con học quá nhiều sẽ làm đầu óc căng thẳng có thể gây rối loạn tâm lý trầm cảm hoặc đôi khi sẽ tìm đến cái chết để giải thoát như sự việc đáng tiếc nêu trên cơ quan quan lý giáo dục cần thường xuyên thanh tra kiểm tra chương trình dạy và học trong nhà trường xử lý nghiêm những trường chạy theo thành tích tự ý đề ra nội dung dạy học ngoài chương trình nhất là kiểm soát tình trạng dạy thêm học thêm nhằm giảm áp lực học tập đối với các học sinh hiện nay đỗ văn nhân mọi ý kiến góp ý về giáo dục bạn đọc có thể gửi tin bài về hộp thư giáo dục dân trí com vn xin trân trọng cảm ơn cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo